Từ ngày giáp Mỹ vô đây mình sắm nhà lầu, từ ngày giáp Mỹ vô đây mình sắm xe hơi, từ ngày giáp Mỹ vô đây mình sắm Honda, lâu lâu mình sắm quần tây, lâu lâu mình sắm cái quần đài, dần dần mình sắm sắm luôn cho bà con. Từ ngày giải phóng vô đây mình bán nhà lầu, từ ngày giải phóng vô đây mình bán xe hơi, từ ngày giải phóng vô đây mình bán Honda, lâu lâu mình bán cái lò ga, lâu lâu mình bán cái chuồng gà, dần dần mình bán luôn chuồng heo. Đó là lý tưởng của bác và của anh, anh mang vào trong năm bắt người dân làm chiều nói chiều làm than. Ôi ôi thật dã man, bắt người dân tiền mất bao nhiêu từ to độc lập, mất hết chuồng lương bạc tiền, cho nên chúng mình tìm đường vừa kiên. Từ ngày công sát vô đây mình đói dài dài, từ ngày công sản vô đây mình chết lai lai, từ ngày công sản vô đây mình phải ăn quay, cho nên mình phải tìm ghe, cho nên mình sắm tàu bè, để rồi mình trốn đi buồn phiền, để rồi mình trốn đi.